Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 30 tháng 9 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiều có mưa rông rải rác, tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.